Con cũng nói với cậu là năm nay thế nào cũng phải trùng tu cái miếu Bà Chúa để giữ gìn cái di tích của Bà Sơ. Thì cũng nói với cậu, cậu cũng về nói với trong gia đình con cháu tỳ tâm, thì được còn nhiêu đây con lo hết để trùng tu cái miếu Bà Chúa. Thì sau lưng Bà Chúa đó thì thờ cái bài vị của Bà Sơ để cho được trang nghiêm. Thầy có tính chừng nào khởi đầu không? Dạ tính qua cúng với bà rồi đó thì chắc mấy? Cúng với bà là tối nay tụng kinh, ngày mai cúng cơm xong xuôi đàng hoàng rồi thì chắc khoảng tháng 4 tháng 5 gì đó con khởi công. Nếu ấy con khởi công tháng 19 tháng 4 con khởi công. Thì cậu quay cái đoạn phim này thế nào là những người nhà trong bà con thân thuộc trong họ hàng thì thế nào cũng có xem, thì để có hai hưởng ứng. Thứ nhất là phải hưởng ứng, tại vì cái phát tâm của thầy nó là đúng như cái ý ở nhà mong muốn. Tại vì cái chỗ mà thờ bà là xuất phát là do đó mà cố xây dựng lập nên, mà bây giờ thì nó xuống cấp rồi, biết bao nhiêu năm. Quay phim thầy nói Dạ, con cũng nói với cậu là năm nay thế nào cũng phải trùng tu cái miếu Bà Chúa để giữ gìn cái di tích của Bà Sơ. Thì cũng nói với cậu, cậu cũng về nói với trong gia đình con cháu tỳ tâm, thì được còn nhiêu đây con lo hết để trùng tu cái miếu Bà Chúa. Thì sau lưng Bà Chúa đó thì thờ cái bài vị của Bà Sơ để cho được trang nghiêm. Thầy có tính chừng nào khởi đầu không? Dạ tính qua cúng với bà rồi đó thì chắc mấy? Cúng với bà là tối nay tụng kinh, ngày mai cúng cơm xong xuôi đàng hoàng rồi thì chắc khoảng tháng 4 tháng 5 gì đó con khởi công. Nếu ấy con khởi công tháng 19 tháng 4 con khởi công. Thì cậu quay cái đoạn phim này thế nào là những người nhà trong bà con thân thuộc trong họ hàng thì thế nào cũng có xem, thì để có hai hưởng ứng. Thứ nhất là phải hưởng ứng, tại vì cái phát tâm của thầy nó là đúng như cái ý ở nhà mong muốn. Tại vì cái chỗ mà thờ bà là xuất phát là do đó mà cố xây dựng lập nên, mà bây giờ thì nó xuống cấp rồi, biết bao nhiêu năm lâu rồi. 110 năm á cậu. 110 năm rồi. 110 mà năm. Thầy có phát tâm xây dựng lại thì đó là cái điều rất tốt cho cái dòng họ tăng. Và nếu anh chị em trong nhà thì thấy như vậy thì cũng chung tay đóng góp cùng với thầy để mà cố gắng làm sao xây dựng được, là sửa chữa là cái di tích của bà cố, lưu truyền mãi mãi cho con cháu. Với trong cái bộ mặt cho nó tôm tất, chứ bây giờ thì thấy bài rạc xuống cấp quá rồi, 110 năm mà lâu quá rồi. Trước mắt đại diện cho gia đình cũng cảm ơn thầy đã có cái lòng tưởng nhớ đến bà cố để mà trùng tu lại cái di tích của bà cố. Mà cái điều chắc chắn là nếu không nhiều thì cũng phải ít để mà chung tay đóng góp lại với thầy để cố gắng làm sao hoàn tất cho nó mỹ mãn. Xin cảm ơn thầy. Chấp ha. Quay phim thầy nói. Con cũng nói với cậu là năm nay thế nào cũng phải trùng tu cái miếu Bà Chúa để giữ gìn cái di tích của Bà Sơ. Thì cũng nói với cậu, cậu cũng về nói với trong gia đình con cháu tỳ tâm, thì được còn nhiêu đây con lo hết để trùng tu cái miếu Bà Chúa. Thì sau lưng Bà Chúa đó thì thờ cái bài vị của Bà Sơ để cho được trang nghiêm. Thầy có tính chừng nào khởi đầu không? Dạ tính qua cúng với bà rồi đó thì chắc mấy? Cúng với bà là tối nay tụng kinh, ngày mai cúng cơm xong xuôi đàng hoàng rồi thì chắc khoảng tháng 4 tháng 5 gì đó con khởi công. Nếu ấy con khởi công tháng 19 tháng 4 con khởi công. Thì cậu quay cái đoạn phim này thế nào là những người nhà trong bà con thân thuộc trong họ hàng thì thế nào cũng có xem, thì để có
ai hưởng ứng. Thứ nhất là phải hưởng ứng. Yeah. Tại vì cái phát tâm của thầy nó là đúng như cái ý ở nhà mong muốn. Yeah. Tại vì cái chỗ mà thời bà là xuất phát là do đó cố xây dựng lập nên. Yeah, yeah. Mà bây giờ thì nó xuống cấp rồi. Yeah. Biết bao nhiêu năm lâu rồi. 110 năm đó cậu. 110 năm rồi. 110 mà năm rồi. Thầy cố phát tâm xây dựng lại thì đó là cái điều rất tốt cho cái dòng họ Tăng. À, nếu anh chị em trong nhà thì thấy như vậy thì cũng chung tay đóng góp cùng với thầy để mà cố gắng làm sao xây dựng được là sửa chữa là cái di tích của bà cố, lưu truyền mãi mãi cho con cháu với trong cái bộ mặt cho nó tôn tất. Chứ bây giờ thì thấy bệ rạc xuống cấp quá rồi, 110 năm mà lâu quá rồi. Trước mắt đại diện cho gia đình cũng cảm ơn thầy đã có cái lòng tưởng nhớ đến bà cố để mà trùng tu lại cái di tích của bà cố. Mà cái điều chắc chắn nếu không nhiều thì cũng phải ít để mà chung tay đóng góp lại với thầy để cố gắng làm sao hoàn tất cho nó mỹ mãn. Xin cảm ơn thầy.